xong rồi một tay ba vô. Thế sao ông thích chú? Hôm nay anh đã chậu ghế đi. Đó, nhưng mà đâu đó hôm nay đâu. Sao nóng dữ vậy? Cái này. Rồi, xin chào tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng nạp trên kênh bầu trời Boston. Cái kém cứu Family. Anh nói dài quá anh chị. Hôm nay mình ăn tết. Dạ, dạ mình giới thiệu với là mình bữa nay là mình ăn tết, nhưng mà mình thấy cái món này trời ơi, mình không nhớ ra tết năm nào mình ăn món này, qua lần nào nè mày coi con làm cái món này thành công rồi nè. Khô queo mà nó mềm nha các bạn, nó không có bị nhão luôn. Cái này á nha, mình nó rất là dễ làm nhưng mà thời gian rất là lâu. Tức làm cái này chắc tổng cộng chắc nghĩ chắc cũng mấy tiếng á mẹ. Trời, mẹ để tới bây giờ mới ăn được luôn á, cho mẹ biết. Phải để cho nó nở thì là nở luôn. Mình phải có thời gian mình để cho cái nếp cái gọi gì ta, cấm dẹp, thì bắt đầu mình ăn nó mới không có bị nhão. Còn mấy lần trước Tiết làm á, mình chế mình thấy nó khô quá, mình cứ chế nước hoài một hồi nó nở cái nó dính cục trơn. Còn giờ coi nè. Không, y như bán luôn. Đúng rồi. Nhão, nó mềm mà nó thơm. Đợt sau mình sẽ làm bằng nước cốt dừa. Còn có một tô thịt nữa. Đó, bữa nay nhà mình ăn tết nha. Wow, cái nước thịt trong vắt luôn nha quý vị. Trong vắt luôn. Và khổ qua, canh khổ qua. Cái này khổ mình mới qua. Năm nay còn quay nên năm nào mình ăn khổ qua hết trơn quý vị, nhưng mà mình không biết khổ nó qua chưa nữa. Đó, không. Đấy. Canh khổ qua nha. Canh khổ qua. Này chả lụa. Chả lụa nhớ đừng cho Trúc Linh ăn cái đó giùm anh nha dạ. Không, nó không ăn nữa đâu. Okay. All right. Rồi, này bánh tét chiên. Bánh tét chiên. Rồi. Nên. Này mình đợi cái gì tôm khô nữa. Cái này để ăn với củ kiệu ha, ăn gì đúng không? Khô củ kiệu. Cái đó là hết sảy luôn. Nhưng mà nói củ kiệu thì mình có dưa mắm của mẹ làm đây. Quá sao là đẹp đẽ ngon lành rồi, ăn được rồi. Đấy. Yay. And then cái món thịt mẹ làm nữa, bữa nay ăn được hả vợ? Để cắt ăn thử cái đã. Vậy ha. Wow. And then lúc nào cũng có món rau hết. Đấy. Bữa nay mình ăn thịt tết thì mình phải cuốn cái rau. Đây. Rồi, má mi làm đẹp chút anh nè. Trời đất ơi, bà ngoại ơi. Yeah, I like it. Ủa. Vui luôn. Trời, cái con bữa so bên beautiful. Cali cho đó. À, so beautiful, con yêu của ba. Bà ngoại con kìa. Đi cột tóc lên đã. Trời ơi, đẹp quá vậy. Quá đẹp luôn. Đúng là con. Trời ơi, nó đẹp kìa. Cột tóc lên coi. Đây này cột tóc lên. Cái quần đỏ nó giống luôn rồi. Đúng rồi, cô gái nàng xuân đấy. Ôi ơi. Sao mà hay quá hả? Cái gì sau lưng nó kìa. Ông tờ bát hả? Chắc tờ giấy cái thác á. Đâu không phải cái gì kéo hả? Để mày cột tóc lên. Mày cột tóc hay bên lên nữa. Ngày mai xuống nhà cô Như nè, bận áo dài xuống dưới chụp hình nha. Quá nhà đẹp luôn. Vừa luôn á, kéo lại cái ngọt đó, nó rộng rộng vậy á, thì nó không bị ngọt. Ủa dè. Mày có mắt lên. Để đầm coi. Ủa dè. Trời ơi, đẹp quá à. Đúng mà, áo dài tết luôn. Đi ra, ra, ra. Đúng rồi, cái quần đó đẹp lắm rồi, khỏi có thay cái quần khác. Không, vừa dùng đúng cái sẹo. I don't like this. Cái quần đó hả? Cái quần kia mày sợ con bẩn nó dài. Cái quần đó mát chứ rồi, cái đồ của con rồi. Để mày cột cái tóc lên, cái rửa cho nó đẹp. Dạ hả? Con sẽ đa con, cái đầu con vô cái đồ ăn. Yay. Yay. 1, 2, 3, con đang làm gì? Con đi đâu? Xin chào ông bà. Hôm nay bây giờ mình phải ngủ xong rồi mình đi học. Đến mình kinh cô chú Sơn đứng ngồi nhà. Ồ vậy đúng không hả? Sao? Anh không biết là anh đi đâu nữa nè nha quý vị hả? Xin không đi mang. Đi cô Như mà. Ừ là cô Như, đúng rồi, mình đi cô Như. Mình đến mình đi học. Mình đi dung ngồi. Cô Như vô, ok. But cô come here guys. Ok. Oh. Số khác, số khác. Ồ rồi. My suitcase making something. Chào. Đó. Đấy. Em có suitcase để đi Việt Nam đàng hoàng nha quý vị. Không có đi Việt Nam đâu hả? Vậy luôn á, vậy chừng nào con mới đi Việt Nam? Đâu con không biết nữa hả? Coi. Where's mommy? Mommy đâu? Mommy đi... Ừ, mommy đi lấy đồ thử cho chị hai rồi.
Con dạ. Cũng có gì không? Không. Vậy đó hả? Ồ, oh, đẹp quá. Yes. Oh, wow. That's so cool. Wow. I like this baby Yoda. Mm. It's so fluffy. Ooh. Look. Đúng rồi. That's like baby. Wow, đẹp quá, đẹp quá. That's like amazing. Ta bận được không? Yeah, you can. Không không. Let me show you. Wow, okay. It's gonna doctor fix you, but you're way too big. Oh, vậy hả? Like, look. Oh, okay. Look at this. It's not fixed. Đúng ha, đúng rồi, bự. Đúng rồi, bụng ba bự quá, bận cái đó đâu được. Ba áo của ba đâu? Ba áo ba hả? Không biết nữa, mami What is this? Mami tiễn đi đâu hết rồi con. Yeah. Daddy cũng có mớ đồ mami tiễn rồi, dạ, dạ. Ba đừng làm bớt cái giấy này cho somebody can put something in here. Yes. I'm gonna get something in the sock. Yes, đúng rồi con. But Daddy, Dừng ba mua cái dog cái này cho con gấu được không? Được con thương. Ba mua cái này cho con gấu. Mua cái đó cho con gấu hả? Không cần. Just hold the body and the leg. Ồ vậy hả con? And the arm. This is so cute, I love it. Oh. I like this one. Wee. I can actually cast it. Wee. Daddy. Okay. Yes. Let's go. Baby can go on. Không. Có ai? Cô bà ngoại hả con? Cô bà ngoại so petty. Vậy đó. It's nothing. It's just so dài. I'll fix you. Go no, home. Thank you. No, it's thank you. Not fix daddy. Where's yours out? I don't have Where's it. Your one? Mommy tiễn rồi. Yes. How about this one? Cái đó cái quần. How about this one? Cái quần. How about this one can affect you? Nope. How about? Nope. That's gonna fit daddy. Nope, it's so like. That's right. That and makes sense. That's Where's right. Where's daddy wong? What is that? Cứ daddy wong đâu rồi? Cứ ba cái wong đâu rồi? Ở đâu rồi? Đâu biết đâu. Oh, daddy. What? Let's see something. What's in there? Give me something in the box. Vậy đó hả? Áo. Vậy đó hả? Có không? So amazing. Có không? Santa, get this one. Whoa! Look. Yes. Whoa! Wow. I think Santa has opened the door and then we did it. We did it in cold. Then we put it in the box. Yeah. And then I put it. Oh my gosh. I can't believe this is what Santa gave me that. My gosh. I can't believe it. It's so amazing. Thank you, Santa. Santa is so amazing. Mẹ lên anh, mà thấy không nổi bật không? Ồ, cái áo của mẹ. Con bảo đảm với mẹ là cái áo của mẹ mà mặc lên như vậy là rất là nhiều người hỏi muốn mua. Mời. Ê, tao mua Việt Nam nè. Quá đẹp luôn. Còn mặc luôn nè. Con bao nhiêu mẹ? Nè coi. 770.000 cái áo này. 770.000 là nhiêu? Ở 50 đô. Quá. 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 Còn một cái nữa. Cái nữa mà màu khác. Quá đẹp quá. Quá đẹp trời ơi nè đẹp không? Trời đất ơi nó đẹp. Mà vừa ý à. Còn cái đó, cái này ta bận bụng ra bự vậy. Bự chứ. Ừ bự chứ. Chà khoan, cổ cua tới mấy cái lần nè, lựa cái nào bự nhất. Cái này bự nhất nè. Trời ơi đẹp quá, đẹp bữa dính con vừa ủng quá. Thôi để chụp hình. No, Daddy wants to sticky, this one. Nobody should love this side.
có rồi. Rồi mà nó không. Nó sẽ ít không ạ? Ừ, được rồi mày. Rồi, mời nhập tiệc nhiều con, mày bú cho ba đâu? Diễn của ba nè, diễn của ba nè. Cái diễn này của ba nè, diễn này của con. Diễn của con mà. Của ba. Rồi đưa đóng này đây. Đóng kia luôn. Đóng dĩa rồi. Rồi, xong. Rồi, mời cả nhà cùng ăn Tết. Ok. Rồi, mời cả nhà mời mẹ ăn Tết. Đó. Mẹ ăn Tết. Đúng mùa vị Tết luôn nha các bạn. Mời ba, mời mẹ nè, mời mua. Trời ơi, mẹ ăn mẹ ngủ ăn. Đừng mua ăn, không dám nguyên bón rồi. Nhiều quá. Nhiều. Mua ăn cam không? Chúc nó ba ăn con xương nha. Mở đây nha ba. Dạ. Share with me. Yes. Con muốn ba mở ra không? No, it's okay. Okay. Mama, I want it. Con có đợi mẹ thiếu. Đợi mẹ thiếu, chú đừng có ăn này nha không? Nha. Ủa, mẹ thiếu nè. Yes, đúng rồi đó, con thương con bé. Thương bé rồi. Em bỏ vô đó, nguội rồi nè. Nguội rồi. Rồi, bỏ cái thứ vô cũ lên. Nguội rồi. Đây nè, nguội rồi. Cái sức. Vì nè, cú ngoại cú nè. Không ăn hả? Tùy vậy. Trời, con mà chán dính. Đây nè, anh em cú cho anh. Trời ơi, thật là tiếc, mẹ thấy thật không? Trời ơi, con phải cú như cái đó. Ngâm nước mắm ra các bạn. Ngon lắm luôn. Đó, ngâm bắt luôn. Đưa cái dĩa của anh. Mẹ. Giờ nè, chú Linh rô lại. Chú Linh rô lại xong chú Linh chấm lại nước mặt. Nước này nè. Bây giờ nè, không có ăn thịt, không ăn gì hết các bạn. Ăn cơm hết. Không ăn. Nó ăn rồi. Nó dạy có nên cho nó ăn trước khi mà dạy qua làm mấy cái này. Như con thịt màu đỏ. Không có thịt màu đỏ không? Ờ đúng rồi, nãy nó mới ăn tô cơm em quên. Sao luôn. Rau. Đây. Ui, this is no food, Dada. Look, this is no food. Trời ơi, thành nãy cuốn luôn. Ngon lắm luôn hả? Ngon lắm luôn á. Anh ơi. Mới có 2 ngày ăn được rồi. What was no food in here? Yeah. Đúng vậy. Chấm với cái nước thịt. Cái chén nè. Cho con cái chén mà. Nước à? Chấm với nước thịt. Cái gì nó sôke á. Ăn thì ăn cho nó. Đây. Tao làm cái nữa rồi. Bà uống cẩn đi. Cái món này đúng rồi, chấm nước mắm. Nóng ngọt. Không cần lấy cơ sử. Đó, cái này bỏ này vô nè. Xong cái bỏ củ cải. Kẹo. Thịt. Trứng. Ngon. Ngon mẹ. Hả? Ngon. Mẹ mà nấu, mẹ mà nấu với nhau đi. Thịt này rất là ngon. Đó. 1 ký thịt, 1 chén mắm, 1 chén đường. Có 2 ngày ăn à? Quá không? Mà phải cắt mỏng gì ăn mới ngon. Bố, có làm cái gì vậy ba? 30 cục đông đông. Từ trời lạnh quá đó. Mở ra cắn cắn. Con cuốn như vậy dạ. Ăn sao nha. Phải cắt cái đó ra, cái đó bự lắm. It's okay. It's okay, don't cắt cái này. Ôi ngon nhưng quá. Anh bỏ rau, anh bỏ rau củ, mọi thứ chút vô hết luôn. Rau nó cũng chả. Không, chạy ăn cái internet kìa. Thịt không? Trời ơi, nó đâu. Nè, thịt này hàng đẹp quá nha. Dạ, cho một con. Bỏ chưa anh? Năm mắm. Ủa, năm ngoái mẹ đâu có làm cái này ta. Thôi heo. Năm ngoái mẹ làm lỗ tai heo. Năm nay mẹ đổi con món thịt. Mẹ thích quá nè. Thú bè. Cái này ngon nè. Cái này cũng ngon mà lỗ tai heo cũng ngon. Cái này nó cứng, nó giòn. Tay heo lâu ăn hơn này. Này ngon lắm không? Đi chơi! Chơi!
Rồi ăn cuốn vậy thôi mà mày thấy không? Ngon dễ sợ. Tết mình sẽ đem cho ăn cuốn này. Đó, anh phải ăn về nè, anh mới nghe mùi Tết. Phải chấm với nước thịt nữa. Đó. Mẹ ơi, cho everybody cái tỏ cho tiện rồi. Ừ. Hai, khỏi để khách luôn. Ừ. Được, cái tóc, còn đấm cho nước mắm nè. Làm sáng giờ luôn hả mẹ? Làm sáng giờ. Không cần lâu à. Không ngừng luôn á. Canh mẹ. Đó, ăn 2 cuốn, 3 cuốn với lại cái này nữa là mình bảo đảm no. Giờ không no rồi. Mẹ, mẹ mở cho con được không? Không. Không. Mẹ, tao phải nói con vậy. Mẹ, mẹ nói ba. Mẹ trả lời không là bên ba chứ không phải bên con, biết không? Mẹ đó, tóc tóc ra quỳnh lại. Hello, ba ba. Bữa quất mùa bắt cạnh dở quá. Dễ không? Ừ, con mua mấy cái bịch kìm chùm ở đâu ngon? Chín chín hả? Chín chín vậy mà. Tao có biết, chưa đâu có bán đâu. Thử biết cái chủ mua. Thank you, Dad. I'm so cool. Ê! Có bán. Dad, how we do this? Dad, cool. Dad, sao nắm stick nữa vậy? Thôi bay cô chú đi nè. Tao bay còn chưa trầu lời cho con nữa. Thôi mua chút cho bình này vui vẻ. Hạnh phúc bên trần nha mọi người yêu. Mẹ cao lắm, mẹ miếng nước nha. Mẹ bị cay. Xin chào ông bà cô chú. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng. Cảm ơn mẹ. Cái đâu mẹ uống hết rồi. Cài bài cô chú cái gì vậy đấy? Cung bây giờ mẹ. Con khỉ đồ. Ok, lẹ đi. Bà cao hay bà lớn hả mẹ? Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Và đồng thời chúc quý anh chị, các bạn cùng bà, cô chú một năm mới dồi dào sức khỏe, rồi gặp nhiều may mắn. Không? Yeah. Và mang phát tài. Bạn sự như ý. Rồi, gì nữa? Bye. And happy new year. Happy new year. Đúng rồi. Happy new year. Con nói chúc mừng năm mới. Sorry. Năm mới, happy new year. Rồi, yeah. Đúng rồi con thương. Ôi, bận áo dài mà ăn quá trời quá đất này, căng chỉ luôn, đứt chỉ luôn. Cũng hơn cô cũng mua áo dài hơi bị rộng đó, bận ăn được. Cái này bận đi làm hơi khó nha. Thật nó dài. Chứ hồi sổ cái áo này cứ bao. Ở đâu? Okay. Không, ở đảo nào nè. Năm ngoái cũng có cái màu hồng. Bỏ quay á. Lượn lại. Nó hồng bà bận á. Chúc mừng hồng bà bận với quần jean á. Trắng á đẹp dính thần.